Có rất nhiều kiểu ghen khi phát hiện một nửa của mình có người thứ ba, nhưng không phải ai sau khi ghen cũng giữ được hạnh phúc. Đây là kênh Chậm Lại 5 phút và tôi là nhà báo Bùi Hải. Anh ạ, chuyện này em chưa nói với bất kỳ ai bởi em chưa tìm ra phương pháp giải quyết. Nên em hỏi nhà báo trước để xin lời khuyên xem em nên làm gì. Cách đây 5 ngày thì em đã phát hiện ra một bí mật động trời, đó là chồng em có bồ. Và đau nhất thì cô bồ đó lại chính là bạn thân của em. Em với nó thân đến nỗi con cháy cắn đôi. Nó thường xuyên sang nhà em chơi, sang ăn cơm, rồi là giúp đỡ việc nhà như là chị em ruột. Nhưng mà mấy ngày trước, trong lúc nó đang ngủ thì em vô tình thấy tin nhắn chồng em nhắn cho nó. Lúc đấy thì em chỉ muốn túm tóc lôi nó dậy đánh cho một trận thôi. Nhưng mà em cố kìm nén cảm xúc và chụp hết lại tất cả các tin nhắn và tỏ ra là mình chưa biết gì cả. Em muốn xem nó và chồng em diễn kịch như thế nào trước mặt em. Và em càng đau đớn hơn khi mà thấy hai người đấy diễn quá giỏi. Ở trước mặt em thì họ không có bất kỳ một cái biểu hiện thân mật quan tâm nào dù là nhỏ nhất. Nhưng mà sau khi ăn cơm nhà em xong thì nó xin về nhà nghỉ ngơi. 15 phút sau chồng em cũng thong thả đi uống cà phê với hội bạn anh ấy. Em bí mật đi theo thì hóa ra là hai người họ đi uống cà phê với nhau trong nhà nghỉ. Họ đã làm như thế suốt một năm mà em không hề hay biết gì. Mặc dù là vẫn còn tình cảm với chồng nhưng mà nỗi đau này với em quá lớn. Em định là sẽ cùng các con bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ này tại nhà nghỉ để cho hai người thân bại danh liệt. Bởi vì họ đã làm em đau đớn tận cùng thì em cũng sẽ làm cho họ không ngóc đầu lên được. Em cũng viết sẵn đơn ly hôn rồi nhưng mà chưa gửi. Em dự định là sau khi trao đổi với nhà báo rồi thì em sẽ gửi. Mong anh cho em lời khuyên để em có thể hành động sáng suốt nhất ạ. Nghe cái câu chuyện mà bạn kể thì tôi lại nhớ lại một cái câu chuyện mà tôi đã từng được bạn tôi kể cho. Đấy là một cặp vợ chồng rất sáng láng, họ mới ngoài 30 tuổi thôi. Đi đâu họ cũng nói lời yêu thương nhau, họ ca tụng nhau. Người vợ còn nói với những người bạn và hai bên gia đình rằng điều mà chị tự hào nhất là tính chung thủy sắc son của anh ấy. Chị đã thử quan sát rất nhiều lần trong những cuộc mà có đông người, có những cô gái đẹp ở trong đấy. Kể cả những lúc có chị hay những lúc mà chị ở đằng xa thì anh ấy đều không có một biểu hiện gì vồn vã sốt sắng với những cô gái ấy. Ánh mắt anh đối với những cô ấy hoàn toàn lãnh đạm, không có một cái biểu hiện gì cả. Và như vậy chị hoàn toàn tin tưởng về chồng chị. Anh cũng thường xuyên nói với chị rằng đẹp người mà không đẹp nết thì đâu có ăn thua gì. Em là người mà đẹp cả người cả nết. Chính vì thế anh không có một lý do gì, không có một lúc suy tư nào đến những cái việc khác cả. Và chị cứ sống hơn 10 năm với cái ý nghĩ rằng chồng là duy nhất của mình. Nhưng cho đến một ngày thì chị ngã ngửa khi phát hiện ra chồng mình cặp bồ với cô bạn thân nhất của mình. Cô bạn ấy tên là Chi. Trước đó một năm rưỡi thì có một người khách hàng tên là Chi đã đến mua hàng của chị. Và sau đó cô này thỉnh thoảng lại tặng chị những món quà nhỏ. Sau đó thỉnh thoảng lại rủ chị đi chơi, đi uống cà phê, đi spa, đi nhảy. Dần dần hai chị em tâm đầu ý hợp với nhau và coi nhau như người nhà. Và vợ chồng con cái chị hay sang nhà Chi chơi ăn cơm ở đấy. Và Chi là một người mẹ đơn thân thì cũng hay dẫn con đến nhà chị, thậm chí nhiều đêm ngủ lại ở đấy. Về sau tìm hiểu thì chị mới biết rằng chồng chị và Chi đã có quan hệ tình cảm với nhau trước đó. Nhưng vì họ muốn gặp mặt nhau hàng ngày, hàng tuần nên họ đã tìm cách để cho Chi kết thân với chị để họ có thể gặp nhau công khai trước mặt vợ mà không để lại một nghi vấn gì cả. Và như vậy thì anh chồng mách cho cô bồ tất cả những cái sở thích của vợ mình để Chi có thể đánh vào những sở thích ấy để làm quen và kết thân với chị. Và như vậy cái màn kịch ứng xử vô tư trong sáng trước mặt nhau đã diễn ra trước mặt người vợ suốt một năm mà chị không hề hay biết gì. Cho đến một ngày chị tổ chức sinh nhật cho đứa con trai thì 10 giờ đêm chị vô tình đọc được tin nhắn của chồng gửi vào điện thoại của Chi những lời rất âu yếm. Và nhân lúc Chi đi tắm, chị đã đọc được hết những đoạn tin nhắn đấy và biết rằng họ đã quan hệ với nhau một năm rưỡi. Khi đọc được tin nhắn, chị hoàn toàn choáng váng, muốn đập phá tất cả, muốn lôi hai người lại trước mặt mình để làm cho tanh bành lên. Nhưng chị đã kìm lại được, giả vờ nhắm mắt ngủ trên giường như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng 12 rưỡi đêm thì chị thấy ông chồng lén rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng và đi lên sân thượng. 5 phút sau, chị cũng thấy Chi ở phòng bên cũng rón rén đi cầu thang lên sân thượng. Và qua cái cánh cửa ở sân thượng, chị nhìn thấy họ ôm hôn nhau ngay trên sân thượng. Chị chỉ muốn gục xuống, nhưng khi trấn tĩnh lại, chị lại rón rén đi xuống cầu thang trở về giường nằm lại như cũ. 7 giờ sáng hôm sau, chị trở dậy, coi như không có việc gì xảy ra, đi mua 3 tô phở thật ngon về và mời Chi cùng chồng mình ra ăn. Tại đây trước khi ăn, chị nhìn thẳng vào mắt chồng và mắt Chi im lặng một hồi. Người chồng và nhân tình thấy chị đột nhiên có thái độ khác lạ thì họ cũng chột dạ và mặt hơi biến sắc đi. Lúc này thì chị mới nói với hai người: em biết là tối hôm qua cả anh và cả Chi đều rất khó ngủ. Nhưng kể cả khó ngủ thế nào thì giữa đêm mình cũng không nên lên sân thượng vì ở trên đấy gió máy nguy hiểm lắm. Hôm nay em mua 3 bát phở về đây để cho mọi người bồi bổ sức khỏe. Anh và Chi biết đấy, bình thường ai cũng thích ăn phở cả, bởi vì ăn phở vừa ngon lại vừa đỡ phải nấu. Nhưng nếu em mà cũng cứ ăn phở như thế thì đâu còn những bữa cơm gia đình, đâu còn sự kết nối trong gia đình. Nên bây giờ anh phải chọn hoặc ăn cơm hoặc ăn phở, chứ em không thể chấp nhận được một người vừa ăn cơm vừa ăn phở trong bóng tối như thế. Khi chị vợ nói xong những câu ấy, mặt của hai người đối diện trắng bệch ra. Họ biết là câu chuyện của họ đã bại lộ hoàn toàn. Cái người chồng lúc này chỉ cúi mặt xuống nói lý nhí: anh xin lỗi. Còn cô bồ tên Chi thì đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, và từ đấy không bao giờ chị gặp lại cô ấy nữa. 6 tháng sau, bằng những biện pháp vừa bao dung, vừa nhẫn nại, vừa cương quyết của chị mà gia đình chị đã bình ổn trở lại. Và trước sự cao tay của vợ thì người chồng cũng hối hận sâu sắc và quay trở lại yêu thương chăm sóc vợ con hơn bao giờ hết. Vậy là tôi đã kể xong cho bạn câu chuyện gần giống với hoàn cảnh của bạn. Có thể anh chồng kia khác anh chồng của bạn, có thể cô bồ của anh ấy cũng khác cô Chi ở trong câu chuyện kia, và có thể cách ứng xử của bạn cũng khác. Nhưng dù ứng xử thế nào thì tôi vẫn muốn lưu ý bạn một điều rất quan trọng, là trước khi ứng xử phải cân nhắc rất thấu đáo và bình tĩnh, xem là ứng xử như thế này thì nó sẽ dẫn đến hậu quả nào, ứng xử như thế này thì nó sẽ đem đến kết quả nào. Dù làm gì thì bạn cũng cần nhớ, đừng để một hành vi ghen tuông nào diễn ra một cách mất kiểm soát và vi phạm pháp luật, bởi lúc đấy thì hậu quả còn nặng nề hơn, không phải chỉ cho người kia mà còn cho chính bạn. Nếu quý vị là cô vợ trong câu chuyện trên, quý vị sẽ xử lý như thế nào? Nếu trong lòng quý vị vẫn còn ngổn ngang những vấn đề về hôn nhân, gia đình, về nuôi dạy con, về sống chậm, về Phật Pháp, quý vị hãy tham gia kênh Chậm Lại 5 Phút hoặc mua cuốn sách Chậm Lại 5 Phút mà nhà báo Bùi Hải vừa xuất bản.